Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Live Second Chance. Hôm nay mình sẽ bàn về chủ đề đó là đầu tư, một chủ đề khá là quan trọng và cũng như là rất là phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Vậy thì chúng ta đã nghe rất là nhiều về đầu tư chứng khoán, này, đầu tư bất động sản, đầu tư vàng hay là đầu tư về kinh doanh chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi về những cái bước cơ bản hôm nay để biết được đầu tư là gì, tại sao chúng ta cần phải đầu tư và làm thế nào để đầu tư cho hiệu quả. Mình tên là Nhung Huỳnh, tác giả cuốn sách Bắt Đầu cũng như là một blogger trên trang Live Second Chance. Cái blog, YouTube cũng như là cuốn sách của mình đều bàn những chủ đề tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Nếu các bạn quan tâm những chủ đề đó thì hãy nhấn nút like và cũng như subscribe channel của mình nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu chủ đề hôm nay nhé. Đầu tiên mình sẽ đi vào lý do tại sao chúng ta cần phải đầu tư. Thứ nhất đó là bởi vì lạm phát. Thì lạm phát là một thuật ngữ khá là phổ biến trong nền kinh tế. Nó là một sự tăng giá, mức giá chung của bất cứ dịch vụ hay hàng hóa nào theo thời gian. Và đồng thời khi mà hàng hóa dịch vụ giá trị nó tăng lên thì cái đồng tiền nó cũng bị mất giá đi. Và mình sẽ miêu tả nó trong một cái ví dụ khá là đơn giản ở đây. Đó là một cái ly cà phê ở đây chẳng hạn. Thì một cái ly cà phê này vào năm 2000 thì mình mua nó với cái giá là 25 cent. Đây là 25 cent ở Mỹ nữa các bạn. Và đến năm 2005 mình cũng mua y một cái ly cà phê như vậy với cái giá là 50 cent. Và tiếp theo đó là vào 2010 nó lại tăng lên đến 75 cent. Trong một cái ly cà phê y như vậy luôn nha. Và sau đó đến năm 2015 nó đã tăng lên mức giá là 2 đô la trong một ly cà phê này. Và năm 2021 và 2022 này có ly cà phê như vậy mình có thể phải mua là 5 đô hoặc là 6 đô la trong một ly cà phê này. Thì nó cũng tương tự như Việt Nam thôi các bạn. Vào có những cái năm trước khi mà có thời của mình đi thì khi mà mình ra uống cà phê cốc chẳng hạn thì mình uống một ly cà phê đâu đó tầm 3.000 hay là 5.000 Việt Nam đồng thôi. Thì bây giờ các bạn vào uống cà phê thì các bạn thấy rồi đó, chẳng có quán nào bán bạn với cái giá 5.000 đâu. Người ta bán bạn với cái giá 20.000, 50.000, 100.000, 150.000 là chuyện bình thường. Vào năm 2019 mình về Việt Nam thì cái món cà phê Trung Nguyên ở gần nhà mình đó, nó bán những cái loại cà phê mà đáng giá là 150.000 Việt Nam đồng luôn. Mình cảm thấy khá là bất ngờ về cái mức độ mà mắc mãi như vậy. Thì cái việc mà tăng giá và dịch vụ và hàng hóa nó cũng thể hiện là một sự phát triển về nền kinh tế cũng như xã hội bất cứ nước nào trên thế giới thôi. Thì mà để mà giữ cái giá trị đồng tiền thì người ta phải cố gắng kiểm soát được cái lạm phát ở cái mức cho phép, đó là mức 5%. Vì vậy thì ở Mỹ năm 2020 thì mình thấy đó là từ khoảng là 1.23%, còn trong khi đó ở Việt Nam thì tầm là 3.25% vào năm 2020. Thì lạm phát ở Việt Nam khá là cao hơn, vì vậy là mình thấy là cái sự tăng giá trị của hàng hóa cũng như bất động sản rất là cao so với là những cái nước khác. Lý do thứ hai tại sao chúng ta cần phải đầu tư mà mình không bỏ tiền vào ngân hàng, bởi vì là do lãi suất ngân hàng. Thì cái lãi suất ngân hàng ở Mỹ, nếu các bạn bỏ tiền vào thì bạn sẽ nhận được là 0% lãi suất ngân hàng. Và cái nếu mà bạn bỏ tiền vào chứng chỉ quỹ tiết kiệm thì các bạn có thể nhận được cái mức giá cao hơn là 0.01 hay là 0.02%. 0.02% nha các bạn, chứ không phải 2% thì còn ngon lành cho chúng ta. Nhưng mà đây chỉ có 0.02 thôi. Mà nếu các bạn rút ra trước thời hạn như là 6 tháng hay 1 năm thì các bạn sẽ phải nộp tiền phạt. Gửi tiền ngân hàng thì nó khá là phổ biến cũng như là một cách truyền thống và an toàn cho tất cả chúng ta. Và nếu như bạn muốn nhận được 1 đô la trong cái số tiền mà bạn muốn nhận được từ ngân hàng thì bạn phải bỏ ít nhất là 10.000 đô cho cái ngân hàng đó để nhận được 1 đô la duy nhất thôi. Còn ở Việt Nam thì mình thấy cái việc mà bỏ tiền vào ngân hàng thì nó cũng khá là tốt hơn, cái lãi suất nó cũng cao hơn, từ 3-5%. Và mình nhiều khi mình thấy là cái năm mình khi mà mình trước khi mình qua Mỹ thì mình còn nhận được lãi suất là 6%, nhiều khi 7% nếu mà ước số tiền nó lâu hơn. Nhưng mà cái lãi suất ngân hàng Việt Nam thì cũng chỉ là lãi suất đơn thôi. Vì vậy nó so với việc mà đầu tư những cái đơn khác nhau thì cái việc mà nhận được lãi suất kép thì nó vẫn tốt hơn. Và vì vậy mình sẽ đến mục thứ hai, đầu tư là gì và những cái kênh đầu tư mà chúng ta sẽ thường gặp và chúng ta sẽ nên đầu tư vào trong tương lai nhé. Mình sẽ đi vào cái khái niệm về đầu tư trước nhé.
Thì cái khái niệm về đầu tư đối với mình, bản thân mình khá là đơn giản thôi. Đó là khi mà bạn bỏ tiền, thời gian vào trong cái tài sản nào đó và bạn biết rằng cái tài sản đó sẽ tăng giá trị trong tương lai và nó sẽ mang lại cho bạn một cái lợi nhuận hoặc là thu nhập nào đó hàng tháng mà bạn có thể mong đợi vào trong tương lai hoặc là trong ngắn hạn chẳng hạn. Thì rất là nhiều các kênh đầu tư khác nhau. Thì ở trong video này mình sẽ bàn về ba kênh đầu tư chính nha. Đó là đầu tư về vàng, bất động sản và chứng khoán. Thì mỗi các kênh đầu tư này nó đều có những cái đặc tính và giống như là cái mức độ rủi ro khác nhau. Khi mà các bạn đầu tư thì các bạn phải hiểu rằng tại sao các bạn đầu tư, mà các bạn cũng phải biết được rằng cái mục tiêu và tài chính mà các bạn mong muốn đạt được từ cái món, từ cái kênh đầu tư đó. Từ đó các bạn sẽ có thể tìm ra được cái phong cách cũng như là cái mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân các bạn và các kênh đầu tư phù hợp cho bản thân các bạn nhé. Đầu tiên mình nói về vàng nha. Thì vàng được coi là một cái kênh đầu tư khá là phổ biến và cũng như là rất là truyền thống từ cái thời ông cha ta, và đặc biệt là cái thời cha mẹ, chúng ta có thể thấy được là người ta rất là thích vàng. Thì nó cũng có cái nguyên do của nó thôi, bởi vì khi mà chúng ta mua vàng chúng ta sẽ không bị mất giá trị về đồng tiền, mà cái giá vàng thì đa số là tăng theo thời gian, và khi mà chúng ta có thể tích trữ về vàng thì chúng ta không phải lo sợ sự mất giá trị khi mà biến cố xảy ra trong kinh tế hoặc chiến tranh chẳng hạn. Thì ở nước Mỹ thì mình thấy là những cái người đầu tư về vàng đa số là người ta không tin tưởng vào cái hệ thống tiền tệ hoặc là những cái chính sách chính trị mà của những cái chính phủ đưa ra. Thì đây là nước Mỹ, chúng ta khá là tự do về cái việc mà bạn thích hay không thích thôi. Người ta có thể đầu tư vào vàng thỏi này, vàng vật chất, hoặc là các kênh đầu tư về vàng như là các công ty mà đào vàng hoặc là làm trang sức về vàng. Thì cái ngoài cái việc mà đầu tư về vàng thì vàng còn có thể là dùng để mà làm được trang sức chẳng hạn. Ví dụ như là cái món bằng vàng ở đây các bạn, thì mình mua cái này cũng lâu rồi nhưng mà mình biết chắc chắn là khi mình bán lại cái món này thì mình vẫn nhận được một số tiền nào đó có lợi nhuận tốt hơn so với những cái kim loại khác. Thì ở Việt Nam thì mình thấy cái việc cái đầu tư về vàng 4 số 9 là một cái, hoặc là vàng SJC ngày hôm nay giá như thế nào là rất là phổ biến, bởi vì người ta rất là quan tâm mà việc mà mua mà bán, và chúng ta có thể lấy được một lợi nhuận nào đó trong cái khoảng chênh lệch mà khi chúng ta mua bán đó. Và đặc biệt là trong cái thời điểm mà có một số thời điểm giá vàng lên rất là cao mà chúng ta cũng không thể nào hiểu được cái nguyên do tại sao, bởi vì đa số là do cái nhu cầu của vàng đó nó được mua rất là nhiều, bởi vì vậy là khi cái nhu cầu càng cao thì giá đẩy giá vàng lên càng cao, chứ nó cũng không tạo ra một cái lợi nhuận hay một bất cứ gì mà chúng ta có thể hiểu được. Vì vậy thân mình thì mình cũng không có khoản đầu tư nào về vàng cả, bởi vì nó cũng không trả cổ tức, cũng như là mình không có muốn tích trữ quá nhiều về vật chất. Vì vậy là mình cũng không quá là hứng thú trong cái việc đầu tư về vàng nha. Đầu tư thứ hai là kênh đầu tư về bất động sản hay là nhà ở chẳng hạn. Thì ở Việt Nam thì các bạn sẽ cần một số tiền khá là lớn để mà mua bán nhà, và cái việc mà giá trị nhà ở thì nó luôn luôn tăng theo thời gian, nó cũng như lạm phát thôi, nó luôn luôn tăng và đôi khi nó tăng rất là nhiều so với những cái nơi đắt đỏ và cũng như là những cái nơi mà trở nên phổ biến và nhiều người ở hơn thì nó trở nên rất là đắt đỏ. Thì việc mà mua nhà, các bạn có thể cho thuê hoặc là có thể đem sử dụng hoặc là đem kinh doanh chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho bạn. Thì ở Việt Nam thì đa số là bạn sẽ cần một cái khoản tiền khá là lớn. Ví dụ như bạn muốn mua cái nhà đó 5 tỷ đi, thì nhất bạn phải có trong cái tài khoản ngân hàng đó là có ít nhất là 4 tỷ để mua cái căn nhà đó, mà bạn có thể đi mượn lại 1 tỷ chẳng hạn. Tại vì mình biết rằng ở Việt Nam thì người ta sẽ không cho các bạn mượn một số tiền rất là lớn để mua nhà đâu. Và nếu mà người ta cho bạn mượn một số tiền rất là lớn thì người ta sẽ thu lại với lãi suất rất là cao. Còn ý thì ngược lại, nếu mà bạn mua nhà thì nó là cần phải qua những cái bước như là, thứ nhất người ta sẽ kiểm tra điểm tín dụng. Thì ở Mỹ thì người ta sử dụng thẻ tín dụng khá là phổ biến, bởi vì vậy là người ta sẽ theo dõi cái lịch sử mà bạn sử dụng hay trao đổi hàng hóa hoặc là bạn trả nợ như thế nào, người ta sẽ cho bạn một số điểm nào đó và cao nhất là 850 điểm. Và khi bạn có số điểm khá là cao như vậy thì những cái người mà cho bạn vay tiền, người ta sẽ cho bạn vay được nhiều tiền hơn và cũng như có lãi suất tốt hơn. Và bởi vì vậy là người ta ở đây người ta cố gắng xây dựng cái điểm tín dụng càng cao càng tốt để mà có thể mua nhà, mua xe hoặc là mua bất cứ cái gì bằng điểm tín dụng đó. Và thứ hai là bạn phải cần phải có một cái tiền tiết kiệm cũng như là chứng minh được cái thu nhập của bạn để mà bạn có thể trả cho người ta hàng tháng. Và cái tiền tiết kiệm bạn cần phải có ít nhất là khoảng 5-20% cho cái giá trị căn nhà đó. Ví dụ như là cái căn nhà cũng 5 tỷ đó thôi nha, ở Mỹ thì bạn có thể chỉ cần có 1 tỷ thôi thì bạn có thể mua được căn nhà đó rồi. Thì bạn có thể vay mượn 4 tỷ còn lại. Và 4 tỷ này người ta gọi là đòn bẩy tài chính. Bởi vì sao? Bởi vì là người bạn, cái số tiền này bạn không phải tiền của bạn mà là tiền của người ta.
tiền của ngân hàng, bạn sử dụng cái số tiền đó để mà mua tài sản đó, và bạn biết cái tài sản đó, bạn làm cách nào đó để cái tài sản đó tăng giá và tạo ra thu nhập, và bạn sẽ thu về được cái số tiền mà bạn mong muốn. Thì cái việc mà sử dụng đòn bẩy này nó cũng khá là phổ biến và nhanh chóng. Và bạn mua một cái nhà ở Việt Nam với giá 5 tỷ đó, bạn có thể phải làm việc trong vòng 10 năm chẳng hạn để có được cái 5 tỷ để mua cái nhà đó. Thì mình ví dụ như vẫn hạn như mình đi, mình làm ra 1 tỷ trong vòng 2 năm thôi thì mình đã có thể mua cái căn nhà đó rồi, và mình có thể dùng đó để bán đi và lấy lại lợi nhuận sau 1-2 năm chẳng hạn. Thì mình có thể dùng cái tiền lợi nhuận đó để mình bỏ vào cái căn nhà thứ 2, thứ 3, hoặc là mình có thể giữ cái căn nhà đó và đem cho thuê đi, thì mình có thể tạo ra một thu nhập thụ động. Và cái kênh đầu tư đó rất là tốt và mình cũng đang theo đuổi. Đầu tư thứ 3 là kênh đầu tư về chứng khoán. Thì việc đầu tư vào chứng khoán bắt đầu phổ biến ở Việt Nam vào năm 2010, và nó bắt đầu trở nên hợp pháp và bắt đầu nhiều người biết tới chứng khoán và bắt đầu bỏ tiền vào đầu tư. Còn việc đầu tư chứng khoán ở Mỹ thì nó đã xảy ra từ hàng trăm năm về trước rồi. Tại vì cái sàn chứng khoán New York là một cái sàn chứng khoán lâu đời nhất ở nước Mỹ, được hình thành vào năm 1773. Và cái chỉ số mà 500 công ty lớn nhất ở nước Mỹ nó đã được hình thành vào năm 1950. Theo mình nhớ là vậy. Thì từ năm 1950 cho đến hiện nay, thì mặc dù có một sự lên xuống đông ngắn hạn, nhưng mà nếu các bạn nhìn vào dài hạn thì thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư dài hạn tốt nhất mà mình có thể khuyến khích tất cả các bạn, những người bạn trẻ hay là những người còn đi làm, hoặc là bạn đã về hưu rồi, thì bạn vẫn có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán. Và cái số tiền mà bạn cần phải đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng khá là nhỏ hơn so với là khi mà bạn mua vàng hoặc là mua bất động sản. Trong đầu tư chứng khoán, chúng ta có 3 cách đầu tư khác nhau. Thứ nhất đó là đầu tư vào trái phiếu, có nghĩa là trái phiếu bạn mua từ chính phủ hoặc là những công ty tư nhân khác nhau, người ta sẽ cung cấp cho bạn. Và đây là một kênh đầu tư là khá là an toàn, và thông thường cái đầu tư này rất là phổ biến những người đã nghỉ hưu. Thông thường thì nó sẽ chiếm từ hơn 50-60% trong cái danh mục đầu tư người ta. Và cái tỷ suất lợi nhuận của cái trái phiếu này thường là không có cao lắm, từ 3-5% thôi. Và mỗi năm thì thông thường thì bạn phải chờ ít nhất là từ 5-10 năm hoặc là 15 năm để có thể nhận được cái tỷ suất lợi nhuận này. Bởi vì khi mà bạn đầu tư vào trong 1-2 năm chẳng hạn thì thông thường nó sẽ không mang lại cái lợi nhuận mà 3-5% ngay lập tức. Và cách thứ hai đó là cách đầu tư vào cổ phiếu của một công ty. Khi mà bạn mua cổ phiếu của một công ty thì bạn trở thành một chủ sở hữu cũng như là một cổ đông của một công ty đó. Giống như là bạn mua của một bản ghép của một bức tranh, thì công ty là một toàn thể của một bức tranh đó và bạn là một bản ghép đó. Thì bạn sẽ nhận được 3 lợi ích khác nhau từ cái việc mà trở thành một cổ đông của một công ty. Thứ nhất đó là bạn sẽ có lợi nhuận. Thì lợi nhuận này nó phụ thuộc vào sự phát triển của công ty và nó sẽ thể hiện trên cái giá trị của công ty đó. Và khi mà mỗi năm mà giá trị của cổ phiếu công ty nó tăng lên như vậy thì bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ cái việc mà tăng giá đó. Và thứ hai đó là công ty sẽ trả cổ tức cho bạn. Tại vì là cổ tức thì nó thông thường nó sẽ được trả vào hàng quý, hàng năm, hoặc là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái chính sách của mỗi công ty khác nhau. Thì đôi khi có một số công ty phát triển hơn thì người ta sẽ giữ cổ tức nó lại và để mà đầu tư phát triển công ty. Và thứ ba là bạn được có quyền bình chọn. Thì cái quyền bình chọn này bạn sẽ được nhận một cái email hoặc là một tin nhắn hoặc là một cái bức thư từ công ty. Người ta sẽ cung cấp cho bạn một cái danh sách trong cái ban lãnh đạo về giám đốc, quản lý, thì bạn sẽ bình chọn là cái người đó có nên tiếp tục giữ cái vị trí đó hay không, thì người ta sẽ cho bạn cái quyền đó để mà được bình chọn. Và có một cái ví dụ như là khi mà bạn mua cổ phiếu của công ty Apple chẳng hạn, thì giá trị cổ phiếu của công ty Apple lúc đó vào tháng 1 năm 2021 thì nó có giá là 2 triệu, và sau đó trong vòng tháng 6 năm 2021 thì nó có giá là 2,5 triệu chẳng hạn. Thì cái chênh lệch từ 2 triệu đến 2,5 triệu đó là 500 ngàn. Thì bạn nếu mà bạn bán cái cổ phiếu công ty đó đi vào tháng 6 năm 2021 thì bạn sẽ có được 500 ngàn cộng với cổ tức của công ty lúc đó ví như là 10 ngàn trong vòng 3 tháng chẳng hạn, thì bạn sẽ nhận được 20 ngàn cổ tức là được 2 lần, thì tổng cộng giá trị bạn nhận được đó là 520 ngàn. Và thông thường thì các bạn muốn đầu tư một công ty thì mình khuyến khích các bạn đầu tư lâu dài, bởi vì nó là một cái sự đầu tư bền vững cũng như là bạn có thể xây dựng cái sự thịnh vượng và cũng như là nhận được cái lãi suất kép tốt hơn.
đầu tư vào quỹ ETF hay còn gọi là quỹ danh mục hoán đổi ở Việt Nam. Thì quỹ ETF này nó sẽ theo dõi hàng trăm hàng ngàn công ty khác nhau, ví dụ như là theo dõi hàng trăm hàng ngàn công ty trên đất nước Việt Nam hoặc là đất nước Mỹ, hoặc là nó sẽ theo dõi những công ty có quy mô nhỏ, mô vừa hoặc là quy mô lớn, hoặc là những lĩnh vực khác nhau như là về lĩnh vực công nghệ thông tin hay là trao đổi hàng hóa, thiết bị truyền thông chẳng hạn. Thì với cái việc mà sở hữu quỹ ETF này, bạn sẽ có khả năng đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của bạn, cũng như là giảm thiểu rủi ro rất là tốt. Nó cũng trả cổ tức cho bạn hàng tháng hoặc là hàng quý. Thì thật ra thì trong cái việc đầu tư chứng khoán này, mình đều có cả ba cái cách thức trên. Mình vừa có cổ phiếu một công ty, mình vừa đầu tư vào quỹ ETF và mình cũng vừa đầu tư vào trái phiếu. Thì có người ta sẽ thích cổ phiếu của một công ty hơn, và có người ta sẽ thích quỹ hơn, và có người ta thích trái phiếu không thôi. Thì cái đó sẽ tùy thuộc vào cái sở thích hoặc là cái khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Và đặc biệt là trong cái đầu tư chứng khoán, cái rủi ro duy nhất mà bạn có thể có không phải là cái việc sự cái dao động lên xuống của thị trường, mà đó là khi mà bạn không hiểu bạn đang đầu tư vào cái gì, và không hiểu là bạn đầu tư vào cái quỹ đó hay công ty đó nó đang làm cái gì. Và bởi vì lại vậy là cái sự rủi ro của nó sẽ cao hơn. Tốt nhất là chúng ta, nếu mà đầu tư lâu dài, chúng ta nên hiểu là chúng ta đang đầu tư vào một công ty nào hoặc là quỹ nào và nó đang làm gì nhé. Thì việc đầu tư vào ba cách khác nhau như là đầu tư vào cổ phiếu, quỹ ETF hay là trái phiếu, nó đều có những cái rủi ro cũng như là lợi nhuận khác nhau. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu tài chính của bạn. Nếu bạn có khả năng chấp nhận rủi ro cao thì bạn hãy nên đầu tư vào cổ phiếu của một công ty nào đó. Nếu bạn không hiểu cái cổ phiếu của công ty nào đó thì bạn nên đầu tư vào quỹ hoặc là trái phiếu. Thì các bạn có thể kết hợp cả ba, hoặc là các bạn có thể chọn ra một hoặc hai cái cách đầu tư khác nhau để mà chúng ta có thể tìm ra được cái cách đầu tư tốt nhất cho bản thân mình nhé. Trong đầu tư chứng khoán, chúng ta sẽ thông thường thấy có hai kiểu nhà đầu tư. Thứ nhất là nhà đầu tư ngắn hạn. Thì nhà đầu tư ngắn hạn này, người ta đầu tư vào chứng khoán trong vòng dưới 1 năm. Thì ở Mỹ, nếu mà bạn mua bán chứng khoán liên tục dưới 1 năm thì bạn phải trả thuế rất là cao. Và những cái có một số rất là nhiều cái xu hướng hiện nay đó là người ta mong muốn làm giàu nhanh chóng trong cái thị trường chứng khoán này. Thì hầu như mình không thấy ai giàu nha bạn. Và mình chỉ thấy là bị thua lỗ nhiều hơn là kiếm được nhiều tiền. Và nếu bạn kiếm được nhiều tiền nữa thì sau này thôi, bạn cũng sẽ mắc có số tiền lớn hơn. Thì bởi vì vậy bạn phải rất là thận trọng khi mà bạn chọn cái con đường đầu tư ngắn hạn này. Ở Mỹ thì khi mà bạn đầu tư ngắn hạn, bạn cần phải qua một cái khóa học rất là chuyên nghiệp, cũng như là để kiểm soát cái rủi ro, bạn sẽ nắm được cái phương hướng hoặc như là chiến lược đầu tư ngắn hạn của bạn là gì. Vì vậy là mình sẽ khuyến khích các bạn là trở thành nhà đầu tư thứ hai, đó là nhà đầu tư dài hạn. Bạn sẽ đầu tư vào hơn 5 năm hoặc 10 năm trong thị trường chứng khoán. Bởi vì khi bạn đầu tư dài hạn, bạn sẽ dùng được lãi suất kép tốt hơn. Và cái việc mà đầu tư dài hạn sẽ mang cho bạn một cái sự thịnh vượng bền vững hơn so với là đầu tư ngắn hạn. Bây giờ thì mình sẽ thử tính cái lãi suất kép mà mình nói nãy giờ này các bạn nha. Thì mình có một cái bài viết về việc đạt được 1 triệu đô la từ sức mạnh của lãi suất kép. Mình có đưa ra ba cái trang web khác nhau, đó là trang web của chính phủ Mỹ và trang web ở Việt Nam. Thì mình sẽ thử tính cái trang web Việt Nam cho các bạn thấy cái sự đặc biệt của cái lãi suất kép như thế nào. Người ta có một công thức ở đây rồi, thì mình chỉ cần nhập số liệu vào thôi thì người ta sẽ tính toán hết cho mình. Thì cái đầu tư ban đầu của mình bỏ, ví dụ mình mở tài khoản thì mình chỉ bỏ vào đó 2 triệu đồng thôi, mà sau đó mỗi tháng thì mình sẽ cố gắng bỏ vào đó 10 triệu để mà đầu tư. Và thời gian gửi mình chỉ có hạn 20 năm như thế nào nhé. Và lãi suất là 10%. Đây là lãi suất trung bình cho thị trường chứng khoán ở Mỹ đó các bạn. Và thì trong 20 năm sẽ có là 7 tỷ. Và khi bạn bấm vào cái hạn chi tiết thì nó sẽ hiện ra là số tiền tổng gốc của bạn bỏ vào là 2 tỷ 400 triệu. Và sau đó bạn sẽ nhận được gần 7 tỷ. Thì cái lãi suất kép mà bạn nhận được ở đây đó là vào khoảng đâu đó là 4 tỷ rưỡi. Cái lãi suất kép ở đây nó sẽ được phát huy cái sức mạnh nó là vào thời, một là thời gian bạn gửi dài, hai là lãi suất bạn gửi cao. Thì được một cái lãi suất kép tốt thì bạn nên bắt đầu đầu tư sớm. Vào khoảng 20 tuổi, 10 tuổi thì bạn nên đầu tư thì bạn có thể tận dụng được cái lãi suất kép này dài hơn. Bây giờ mình thử 30 năm các bạn sẽ thấy được sự khác biệt hoàn toàn nhé. Hoặc là bạn tăng cái lãi suất lên, thì cái việc tăng lãi suất nó sẽ đòi hỏi bạn rất là nhiều thời gian để mà có thể tìm ra được công ty mà có một cái sự phát triển lâu dài. Thì tốt nhất mình đi theo thị trường thì mình vẫn sử dụng là 10 năm đi, sẽ thấy được sự khác biệt hoàn toàn. Đây, 30 năm bạn có gần 20 tỷ. Từ cái 20 năm đó, trong vòng 30 năm thì nó chỉ khác biệt là 10 năm thôi. Nhưng mà cái 10 năm đó, nó ở đây đó là 13 tỷ trong vòng 10 năm. Yay!
Vậy là bạn cuối cùng cũng đi đến phần kết thúc của video này. Thì tới đây mình đã cung cấp cho các bạn những cái khái niệm về cơ bản về đầu tư này, tại sao chúng ta phải đầu tư, và những kênh đầu tư khác nhau về vàng, bất động sản và chứng khoán. Thật ra thì ba kênh đầu tư này đều có những lợi ích và rủi ro khác nhau, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái quyền lựa chọn của bạn, và bạn hy vọng rằng bạn sẽ lựa chọn ra những cái kênh phù hợp đầu tư mà phù hợp với bản thân của mình cũng như là tình hình tài chính của cá nhân. Và khi mà bạn trở thành một nhà đầu tư, hãy trở thành nhà đầu tư dài hạn nhé các bạn. Thì nếu bạn thấy thông tin mình cung cấp là bổ ích và cũng như thích cái video này thì đừng ngần ngại nhấn nút like cho mình cũng như là subscribe channel của mình nhé. Và hy vọng là sẽ cung cấp rất là nhiều thông tin hơn về tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.